Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Simacai thực hiện. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Hiệu quả bước đầu từ việc tăng cường đội ngũ đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn biên giới. Phần cuối chương trình là ghi nhận về những chuyển biến tích cực trong cải tạo phong tục tập quán tại xã Bản Mế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, đồn biên phòng Simacai đã giới thiệu nhiều đảng viên về sinh hoạt đảng tại chi bộ các thôn, bản, vùng biên giới của huyện. Điều này đã mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng công tác đảng, năng lực lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai về việc điều động đảng viên tăng cường về các chi bộ giáp biên để giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Đảng ủy đồn biên phòng Simacai đã xây dựng kế hoạch trên cơ sở bám sát vào tình hình thực tế ba xã biên giới của huyện Simacai, rà soát thăm nắm tình hình cụ thể của từng thôn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phong tục tập quán của người dân. Từ đó lựa chọn các đồng chí đảng viên để tăng cường về sinh hoạt tại các chi bộ của các thôn này một cách phù hợp. Thực hiện cái kế hoạch giúp dân phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững thì về phía đơn vị cũng là khảo sát các cái thôn và các cái địa điểm để chúng tôi làm các mô hình phát triển kinh tế giúp dân. Đơn vị đã khảo sát lựa chọn cái thôn Lùi Sán để làm một số cái chuồng trại nuôi bò nhốt để thí điểm. Cái mục đích đầu tiên là để giúp dân là để về cái đảm bảo về cái vệ sinh môi trường. Cái thứ hai nữa là cũng là để một cái mô hình để cho các cái bà con trong thôn bản học tập để sau đó để nhân rộng. Sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục là những cái thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ từ hỗ trợ tiếp về con giống hay là về vấn đề như là tư vấn về cái chăm sóc đấy và đảm bảo cho cái đàn gia súc nó phát triển đạt cái hiệu quả tốt hơn. Thiếu tá Phan Anh Đức, đội phó đội trinh sát phòng chống tội phạm là một trong số các đảng viên được điều động về tham gia sinh hoạt đảng và giúp đỡ thôn Lù Dì Sán 2, xã Sán Trải. Để thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng, anh cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến từng hộ gia đình, kiên trì tuyên truyền, vận động giải thích để nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Đồng thời tận tình hướng dẫn người dân cách sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, giúp cho các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Ở thôn Lùi Dì Sán này thì đến hiện tại thì toàn chi bộ là có 5, bây giờ hiện tại thêm một đồng chí nữa về thì là 6. Thì trong cái thời gian qua thì chi bộ chúng tôi thì theo sau khi đại hội thì cái nhiệm kỳ vừa rồi thì đã đi vào hoạt động cũng đang dần dần củng cố. Thì cũng tổ chức cái ngày sinh hoạt đảng thường xuyên, triển khai kịp thời các cái nghị quyết của thường vụ huyện ủy cũng như của tỉnh ủy rồi các ban ngành tới đảng viên trong chi bộ, tập trung vào công tác phát triển kinh tế cũng như là con nhân dân cũng như là ổn định về vấn đề về sản xuất. Công tác phát triển đảng chúng tôi cũng đang theo cái chỉ tiêu mà đảng ủy xã là giao thì chi bộ là cũng đang theo dõi và phát triển cho 2 đồng chí đảng viên mới. Cả thôn Lù Dì Sán 1, xã Sán Trải có 52 hộ, thì có đến 43 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Chính vì vậy, được tăng cường về sinh hoạt tại chi bộ thôn Lù Dì Sán 1, Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, đội trưởng đội vận động quần chúng, tổ trưởng tổ công tác biên phòng Lù Dì Sán, luôn muốn làm việc gì đó để giúp bà con thoát nghèo. Ngoài việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương cách làm ăn, anh còn đóng góp công sức cùng bà con nhân dân tăng gia sản xuất. Trong thời gian qua, anh Khương cùng với các chiến sĩ khác đã xây dựng được 4 chuồng nuôi nhốt gia súc với tổng trị giá 80 triệu đồng cho 4 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bản thân tôi là cũng thường xuyên là bám nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền cho bà con thực hiện đúng chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ba cùng bốn biết với lại bà con, nhất là tham gia giúp đỡ bà con tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới và quản lý chắc coi như thế địa bàn. Có cái chuồng rồi thì bây giờ thì chúng cảm thấy là yên tâm, là không phải lo nữa. Bây giờ có cho bò vào đấy thì cũng rất là cảm ơn, thì không sợ mất mà không sợ rét nữa. Chủ trương giới thiệu đảng viên biên phòng về sinh hoạt đảng tại chi bộ vùng biên giới đã được triển khai có hiệu quả, tạo được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Đối với đảng viên bộ đội biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.
Những năm gần đây thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn xã Bản Mế, huyện Simacai đã được cấp ủy, chính quyền xã tích cực chỉ đạo, triển khai và tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện chỉ thị 27 CTTU về việc cưới, việc tang, lễ hội, cấp ủy chính quyền xã Bản Mế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu không còn phù hợp, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn xã. Cùng với đó, chính quyền địa phương, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động trực tiếp cho người dân, đặc biệt là khi có một gia đình nào đó trong thôn có việc tổ chức việc cưới, việc tang, đội ngũ này sẽ đến để tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn trực tiếp. Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể xã cũng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức thông qua các buổi họp thôn, họp chi bộ, họp các đoàn thể. Nhờ vậy, thời gian qua, việc cải tạo phong tục tập quán tại xã Bản Mế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày xưa là các cụ mất ấy, để rất là lâu, 5 đến 7 ngày. Bây giờ là theo chủ trương của Đảng nước thì các ủy chính quyền xã cũng tuyên truyền rất mạnh để giảm cái chi phí cho đồng bào, mà tuyên truyền cho đồng bào nhận thức được. Đấy, như thế là đồng bào bây giờ nhận thức đầy đủ rồi. Đấy, tất cả cái đấy là một cái rất là tốt. Gia đình anh Lù Văn Hinh, thôn Na Pá, xã Bản Mế đang tổ chức tang lễ cho người bố mới mất. Nhờ có sự tuyên truyền sâu rộng của cấp ủy, chính quyền xã mà hiện nay những thủ tục rườm rà, lạc hậu đã được gia đình anh xóa bỏ hoàn toàn. Tang lễ cũng tổ chức chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày. Các lễ vật dùng để cúng được làm rất đơn giản. Người nhà, anh em hàng xóm láng giềng đến phúng viếng thì đem gạo đến, cũng coi như giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Trước thì nó để lâu, bây giờ thì không để được lâu. Một ngày là mang đi chôn rồi, giảm tiết kiệm tiền. Phong tục tập quán của chúng tôi là người Nùng, là phong tục trước của hồi xưa của ông cụ, là cũng ví dụ đám ma hoặc là đám cưới, nó cũng là mất nhiều ngày. Chúng bây giờ là ví dụ đám cưới cũng là giảm rất nhiều, lý nọ lý kia cũng là giảm nhiều, chứ không phải là theo của ông cụ người xưa nữa. Ông cụ người xưa là nó làm nó mất nhiều, làm nhiều ngày, đến cái ngày tốt rất tốt nó mới mang đi chôn. Còn bây giờ thì chúng tôi thì quá đặc biệt, quá ngày chuộn ngày không tốt thì chúng tôi cũng là 12 giờ đêm chúng ta cũng mang đi chuồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, việc cưới, việc tang, lễ hội, nên hiện nay nhận thức của người dân xã Bản Mế đã dần thay đổi. Việc cải tạo phong tục tập quán đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là tín hiệu vui ở nơi vùng cao này để mọi người dân được hưởng một nền văn hóa mới, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Simacai thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.